Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục em lại lên cho mấy bác đang hỏi cái dòng màn 15.6 inch nhé. 15.6 inch với cái mức tầm tiền khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu. Đấy. Thì cấu hình là phải ok, phải cao. Đấy. Thì em kiếm và chọn ra được cái mẫu khá là VIP của Dynamic nhé. Dynamic của Toshiba. Đó. Thì đây em sẽ show ra cho các bác nhé. Đây, các bác nhìn qua cái về cái máy này. Đấy, rất ok nhé. Đó. Đấy, bàn phím các thứ phải nói là còn cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, máy móc thì rất là đẹp. Đấy, quý vị nhìn này. Đó. Đó, rất là ok nhé. Đó. Đây. Đó, đây nhá. Đấy, thì em sẽ show cái cấu hình này cho các bác này. Con này của nó là Core i5 nhá. Đó, chip Core i5 nhá, không phải vừa đâu ạ. Chip Core i5 này. Đó. 7300U nhá quý vị nhá, 7300U đó. Xung nhịp từ 2.6 đến 2.7, con này rất cao. Đó. Đấy, con này rất cao nhá. RAM của nó RAM 8GB nhá quý vị nhá, RAM 8GB này. Đấy. Ok chưa? Cấu hình quá ok luôn rồi, không phải nghĩ gì. Đó. Màn hình 15.6 inch. Đó. Con này là màn hình HD. Đó. 15.6 inch, màn hình HD nhá, 1366 x 768, rất ok luôn. Con này màn hình của nó rất là đẹp. Đó. Ổ của nó là ổ 128, ổ SD 128 nhá. Cho nên là chạy rất là nhanh. Như ngày xưa thì mình hay lưu phim ảnh rồi các kiểu thì mình mới cần những cái ổ cứng nó lớn lớn một tí. À, nhưng mà bây giờ thì đấy, mình cũng không cần nhiều cái quá cái đấy bởi vì trên mạng YouTube quá nhiều rồi. À, lưu mấy cái file Excel ấy chủng vào không đáng bao nhiêu dung lượng cả. Đấy, có khoảng tầm 4-5GB chứa thoải mái. Đó. Ok nhá. Đấy thì đấy là về cái cấu hình của nó. À, đây, còn em sẽ đây, em sẽ giới thiệu qua nhé. Cái mặt trên của nó là cái phần mặt là nó gọi kiểu dạng như là kiểu giống như kiểu nhôm xước ấy quý vị. Đấy, mặt kiểu dạng như nhôm xước đó. Đấy, đó. Đấy, máy tính này nó kiểu gì những cái dòng này nó sẽ có những cái hàng cũ nó cũng sẽ có những cái vết xước sát nhé. Đó, nhưng mà nó sẽ không 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 đáng và rất là ok rồi. Đó. Đó. Đấy, rất là đẹp rồi. Đấy. Con này quá mỹ mãn luôn rồi. Đây, về cái bên hông này của nó nhá. Bên hông này có thì có hai cái cổng USB này. Đó. Đây, không biết là còn cái này là của nó chắc là cái ổ gì, ổ lâu này được rồi, chắc không dùng đến rồi. Ổ CD về gần như bây giờ cũng ít dùng lắm. Đó. Gần như lâu lắm rồi, cả đến 5 7 năm nay không dùng đến ổ CD nữa. Đó. Đây là cái phần phần đấy nhá. Phần này gọi là cái chân sạc nhé, chân sạc cắm nguồn vào nhé. Đấy, cổng VGA này. Đấy, cổng VGA này. Rồi thì cổng HDMI này, hai cổng USB này và đây là cổng thẻ nhớ nhé. Đó. Rất ok, mặt sau của nó đây quý vị ạ. Mặt sau của nó đây, dòng Dynabook B65 nhé. Dynabook B65, đó, rất ok này. Đó. Con này màn 15.6 của con này thì cấu hình này là quá là ok rồi. Quá cao luôn rồi quý vị ạ. Đó. 15.6 này quá ok rồi. Vừa đẹp vừa ấy. Con này thì mỹ mãn rồi, không phải suy nghĩ gì ạ. Em xin đọc giá của con này nhé. Đó, cho quý vị. Con này thì hôm trước em cũng có bán một con thì 4.250.000. Đấy, con này nó đẹp hơn thì của nó là 4.450.000 nhé, 4.450.000 đấy. Đấy, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Đấy, số điện thoại của em là 0966 594581, địa chỉ là 57 Phố Nguyễn Hoàng,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo nhé. Vâng, tất cả các cái sản phẩm này quý vị lưu ý nhé, nhà em đều bao test chạy 7 ngày cho quý vị. Và các hàng này nhà em đều là hàng zin nguyên bản. Đó, bên kia về nhà là nhà em bán thế. Được tặng kèm theo sạc nhé quý vị nhé. Tặng kèm theo sạc zin theo máy nhé. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.